Hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đến với clip tiếp theo của Đội 98 Gaming nha. Thì các bạn biết rồi, hôm nay là ngày đó là một cực kỳ đặc biệt của Việt Nam, đó là ngày 20 tháng 10. Đấy. Thì hôm nay là một ngày sự kiện khá là ưu tiên dành cho chị em phụ nữ đúng không ạ? Thì tiện hôm nay có sự kiện này thì mình xin chúc tất cả toàn thể các chị em phụ nữ ở trên Việt Nam này và những người đang xem clip này của mình có một sức khỏe luôn luôn tràn đầy và luôn luôn lúc nào cũng cảm thấy hạnh phúc trong cuộc sống và luôn luôn nở nụ cười ở trên môi các bạn nhé. Rồi đó là những mình thì anh Đậu thì chả có gì cả, chỉ có những lời chúc gọi là đơn sơ mộc mạc, thì mong là mọi người thông cảm và có thể like chia sẻ ủng hộ clip này giúp mình nhé. Rồi thì nhân tiện hôm nay là ngày quốc tế phụ nữ thì anh Đậu có tạo ra một cái gọi là một event mới, đó là dành riêng cho ngày quốc tế phụ nữ, đó là mình sẽ tặng dành cho các bạn 16 thỏi vàng, tương đương với 20 thỏi vàng ấy, dành cho một bạn may mắn nào comment dưới clip này nha các bạn nhé. Đấy, tức là một trong những bạn may mắn comment dưới clip này sẽ nhận được một mã code in game. Các bạn nhớ là phải mã code in game, đó là 16 thỏi vàng, các bạn nhớ giữ kỹ nhé. Chỉ có một mã code duy nhất là mã code in game thì giá 16 thỏi vàng dành cho bạn nào may mắn comment dưới clip này nhân ngày quốc tế phụ nữ nha các bạn nhé. Phụ nữ Việt Nam chứ đúng không? Rồi cho các bạn nghe rõ chưa? Thì bây giờ mình sẽ đi nhận thỏi vàng nha các bạn nhé. Mình sẽ đi nhận thỏi vàng. Hôm nay thì mình nhận được hôm nay thì chúng ta sẽ nhận được một cái hộp mèo này các bạn. Hộp mèo Halloween. Kim cương không? Quài mặt nạ rơi bí ngô, cái này thì nhận được khá là nhiều rồi. Thì hôm nay mình mới nhận 45 thỏi vàng và 20 kim cương. Và hiện tại mình đang có event, đó là dùng event kiếm thỏi vàng kỳ nhiều ở bên live top TikTok của mình nha các bạn nhé. Bạn nào mà muốn qua đó chơi thì các bạn có thể qua đó. Thì phần thưởng hôm nay là chúng ta sẽ nhận được anh Đậu thì hết gói plus rồi, không nhận được mấy cái xu này nữa. Bây giờ muốn nhận xu là phải ấy, bởi vì anh Đậu cũng không muốn nạp xu nữa, bởi vì liên của nạp xu hôm qua thì cũng tặng quà rất là nhiều rồi này. Đấy, hôm qua chơi event tặng quà các bạn rất là nhiều luôn. Đấy. Xem cửa hàng hôm nay có phần quà gì không nhá. Thì hôm nay mình đã có event đấy, các bạn nào muốn tham gia thì có thể comment tên nhân vật bên dưới nhá. Các bạn nhớ đừng quên là xem clip thì đừng quên bấm like, chia sẻ, đăng ký kênh để ủng hộ cho anh Đậu nha. Rồi. Hôm nay thì không có gói gì mới cả, có mỗi hôm qua là có gói mới thôi các bạn. Hôm qua thì nhận đá quý này, bọn mình anh Đậu vẫn còn gói bán cá nhanh này, còn một ngày nữa này, còn một ngày nữa là hết gói bán cá nhanh này. Chắc là anh Đậu đợi hết gói bán cá nhanh thì anh Đậu sẽ mua á. Và các bạn nên nhớ ngày mai, hình như là các bạn thấy mọi người khoe rồi, ngày mai thì mình sẽ có sự kiện, đó là hình như là câu cá sấu thây ma thì phải, có sự kiện câu sấu thây ma để nhận kim cương các bạn, là nhận đua tốt đấy. Thế nên là bạn nào mà muốn tham gia thì đừng quên đừng có bỏ lỡ nha các bạn nha. Ở này ong nó đổi sang ong thây ma hết rồi, ong ra đổi điều kiện thây ma, ong có thứ bướm bước à, đổi sang thây ma hết nha các bạn nhé. Rồi bạn nào muốn nhận sự kiện thì có thể nhận nha. Anh nào xem nào, anh nào đi tái chế đã, đi tái chế đó các bạn, để lấy điểm mua mua ấy, lấy điểm mua ấy. Cánh cửa này 21 này, rất là nhiều luôn. Chai nước 66 cái chai này. Đấy, rất là nhiều luôn. Túi rác. Chùm đi câu rồi các bạn. Đấy, giờ chủ yếu là mở mấy cái hộp liên quan đến kim cương thôi thì mình có lãi. Những hộp khác thì chả có gì cả các bạn. 1 2 3 mở. Đấy, một kim cương luôn này. Lại một kim cương luôn này, ba kim cương. Oài, thế tổng vẫn được 5 kim cương các bạn, vẫn được giàu. Hôm qua tạo event là bên TikTok cho nên là dùng hết kim cương các bạn ạ, gần 200 kim cương mà dùng hết sạch, khá là tốn kém. Rồi giờ về nhà đó các bạn, mấy hôm nay còn làm nhiệm vụ Cupid còn hơi ít ít đấy các bạn. Thả tim này, bây giờ không biết làm nào nhỉ.
Mình sẽ tìm tên của Miu. Mình sẽ tìm Miu để mình thả tim mới được. Rồi, thả tim. Ô. Không thả được tim à? Rất tiếc bạn này không thể phóng to xem. Sao không thả được tim ra? Về nhà. Về nhà mới được làm được nhiệm vụ không? Rồi. Tiện để mình sẽ làm. Không thả được tim nhỉ các bạn nhỉ? Hay là thả tim rồi? Không thả được tim. Hình như hay thả tim rồi sao? Hay là thả tim rồi sao các bạn ạ? Tìm cho Miu ra. Ôi. Trời quên, mình chưa có đổi nhà. Hôm qua đang tạo event này. Qua nhà này đang tạo event này đấy. Lắng hoa lắng quắng nhiều nhà vậy chưa. Mình sẽ đổi nhà nhé. Đổi sang cái nhà mà mình hay chơi trốn tìm với các bạn ạ. Qua đó để về nhà này thì mình mới kiếm được kim cương các bạn ạ. Không biết là hôm nay ngày 20 tháng 10 là các chị em phụ nữ có liên hoan liên điếc có đi chơi lễ này không nhỉ? Các bạn nào mà ngoan ngoãn ở nhà thì comment ở dưới cho anh Đậu biết nha. Còn bạn nào mà có đi chơi liên hoan các thứ thì có thể comment ở, cũng comment ở bên dưới cho anh Đậu biết là xem có bao nhiêu bạn là tình trạng giống như anh Đậu là ở nhà ngày 20 tháng 10. Đấy. Có bao nhiêu bạn đó là được đi ngao du lịch khắp nơi. Ok. Bánh bao. Đấy, được thêm 6 kim cương này các bạn. Được thêm 6 kim cương nè. Đang ngàn mũi các bạn ạ. Cái gì mà game cầm bút không cần đưa đây là như nào đây? Con cáo, con cáo này không biết là khi nó lớn lên thì nó như thế nào nhỉ các bạn nhỉ? Các bạn có thể cho mình review được không? Con Nobita này. Cho con Nobita này nó ăn cái này đi. 3,5 điểm. Mình không thích con khủng long đâu nhá. Mình thích con Nobita hơn á. Rồi, thì clip mình xin dừng tại đây nhá. Bạn nào muốn tham gia event nhận là code thỏi vàng in game của mình thì có thể comment tên nhân vật bên dưới nhá. Bye bye mọi người.